Em Nhung xin chào cả nhà đang xem video Trước mặt chúng ta là lô đất Nằm tại Tổ dân phố Minh Quyết Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Và ô đất này hiện tại chủ đang cắt lỗ à, Cách đây hơn một tháng thì em có giao ô đất này với giá là hơn 1 tỷ 2 Mà bây giờ chủ đang rất cần tiền Chỉ còn 1 tỷ 180 triệu Và đường thông ngõ thoáng với diện tích là 80 m2, mặt tiền 4 m, sâu vào 20. Nằm tại tổ dân phố Minh Quyết, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, hướng Đông Bắc. Đấy, lô đất này thì hiện tại đang là lô mà rẻ nhất trong tổ dân phố Minh Quyết với tầm tiền giá công nhân. Đường trước mặt thì ô tô tránh xe máy, thế đất cao, lưng tựa sơn. Rất là đẹp luôn. Đường thông ngõ thoáng. À, ô cạnh cái nhà luôn và cái nhà bên cạnh đấy cũng uh, cùng diện tích và mặt tiền 4m nha cả nhà ô đất này thì chủ đang rất cần tiền và giá đất thì thay đổi từng ngày để biết giá chính xác và mới nhất từng thời điểm thì cả nhà hãy liên hệ cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình trí của ô đất thì cách uh, khu công nghiệp khai quang chỉ khoảng 300m và chúng ta ra đến uh, ngã tư ốc Vít ở ra trung tâm phường Khai Quang thì chúng ta chỉ mất có 2 phút đi xe thôi Rất là gần luôn Và nó là trung tâm của phường Khai Quang Xung quanh thì có rất nhiều công nhân đang ở trọ Và với giá thì cũng rất là hợp lý Với giá hơn 1 tỷ mốt mà chúng ta sở hữu lô đất như vậy Thì rất là hợp lý Và em xin kết thúc video tại đây Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của em Nhung